Thoạt nhìn, nhiều người cứ nghĩ đây là một gara sửa xe chuyên nghiệp. Thực chất, đây là điểm sửa xe di động do nhóm các thợ lập nên để sửa những chiếc xe bị chết máy, hỏng hóc của người dân sau trận ngập lụt lịch sử. Những người đến đây khi sửa chữa, thay nhớt hoặc kích điện sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền công. Miễn phí toàn công, công là toàn miễn phí hết, không bao giờ lấy tiền. Với trừ khi mà nhà xe bị ái nước là buộc chủ xe phải trả tiền nhất, mà lấy tiền nhất là lấy lại gió dốc của mua bình nhất tại họ, không lấy lại một con. Trong điều kiện các tiệm sửa xe chật kín người, việc có điểm sửa xe di động miễn phí và uy tín đã phần nào xua đi nỗi lo lắng cho những chủ phương tiện như bạn Hà Mậu Hải. Chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng sau khi nhóm lập điểm sửa chữa di động, đã có hàng trăm xe máy đến sửa chữa. Những người con Nam Sơn ra hỗ trợ cho anh em bà con đồ ở ngay cả ở Đà Nẵng. Nói chung là Nam Sơn và Đà Nẵng và những ai mà tới thì thấy mọi người cũng đều giúp hết chứ không có phân biệt. Thì thấy cũng rất là vui. Dạ em thấy đồng điều rất là tuyệt vời của mọi người có thể tình thương yêu nhau với mọi người trong khi gặp hoạn nạn. Trận mưa lớn gây ngập úng diện rộng ở Đà Nẵng là lần đầu tiên chứng kiến của nhiều người. Và nhiều trong số họ không khỏi hoảng sợ khi bị mắc kẹt giữa các tuyến đường ngập sâu, không thể về nhà. Trong khoảnh khắc bị mắc kẹt, họ dành cho nhau những lời trấn an và cả những lời cảnh báo khi có ai đó di chuyển đến khu vực không an toàn. Và những hình ảnh ấm lòng, người với người giúp nhau dắt từng chiếc xe ra khỏi vùng ngập trở thành những điều tử tế tỏa sáng trong cơn đại hồng thủy khủng khiếp vừa diễn ra ở Đà Nẵng. Như nhóm bạn của Xuân Huy, chẳng nề hà mưa xối xả, đã túc trực ở điểm ngập sâu ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ để cùng nhau giúp các chủ phương tiện di dời xe và lên điểm trú an toàn. Còn em là sinh viên ở gần đấy, ở tại Nhà Thơ ấy, thì phường Nhà Thơ thì có chỗ để xe cho những ai bị kẹt xe, thì bọn em cùng tìm những ai mà có nhu cầu như bị chết xe mà họ muốn gửi thì bọn em giúp họ đẩy ra, nó khó khăn đi thôi, nhưng ai có khả năng giúp họ đi giúp, bọn em góp công nhỏ. Những ám ảnh về đợt ngập lụt lịch sử sẽ khó có thể phai nhòa trong ký ức mỗi người dân ở Đà Nẵng. Nhưng tin rằng giữa cơn hoạn nạn ấy, điều in đậm sâu khiến họ nhớ mãi chính là sự quan tâm ấm lòng, những sẻ chia nhỏ bé nhưng rất đổi thiết thực từ những đồng bào thân thương.